Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì Diệm đang có mặt tại Nha Trang và có mặt tại khách sạn Brown Hotel của chị Thanh. Thì hôm bữa là các bạn cũng xem trên kênh Phạm Dũng thôi đấy. Thì chị có đặt hàng, khi mà Diệm chưa đi ra tới nữa là chị đã đặt hàng là hai gói củ dừa này, 2 kg tỏi tép Lý Sơn. Thì cái hành trình về là tỏi là em chưa lấy ra một củ nào hết. Thì cái đầu tiên là tặng cho chị Thanh. Đó, chị Thanh thì rất là nhiệt tình, trong đây là có hai gói củ dừa của Phan Diệm này. Xin cảm ơn. Dạ. Và em thì không có cân gì đây hết, thì em cứ đang lấy tỏi đây. Tỏi ở Lý Sơn mình thì cái củ này nó bé bé vậy thôi chị ạ. Đây. Đó. Không ta chiếu rồi thì tỏi ngon quá trời. Nhưng mà cái hành trình của hai đứa này, thì chồng em đi mua tỏi rất là khó khăn. Rất là cực nhọc. Đi tới chỗ này hỏi, đi tới chỗ kia hỏi, thấy ơi dễ sợ luôn. Đâu phải mà kiếm đồng tiền một giờ nào. Còn đây là cô Ánh, một khán giả cũng, đây là hai khán giả lâu năm của Phan Dũng. Và cũng là khách hàng mà ủng hộ Diệm rất là nhiều. Cô Ánh thì thường xuyên, trước đây là cô Ánh hết mua gì của con người ta? Cô Ánh mua hoài à, mua yến, mua củ dừa. Nhưng mà cô Ánh chạy thẳng đến là mua những gì của con đó. Có lần mua yến thì có con. Dạ, cô Ánh nói là hôm nay cô sẽ mở hàng cho con, xong về cửa hàng lấy sau. Nhưng mà cô bảo là mở hàng là phải đưa tiền luôn. Thế là cô là bạn nói nha. Cô Ánh chạy thẳng chiếu. Dạ. Thế là cô Ánh là mua cái gì, qua có thể chia sẻ được không ạ? Hôm nay cô Ánh mua 2 kg tỏi cô đơn. Dạ. Tại tỏi cô đơn rất là khó khăn. Dạ đúng rồi. Tại vì 2 vợ chồng là mua một củ tỏi cô đơn á, rất là cực nhọc. Đi nói chung là đi hết những cái gần cái đảo mới mua được cũng dễ thôi. Dạ. Thì coi như mình mở hàng 2 kg tỏi đó với 2 kg tỏi tép. Dạ. Rồi. Nhưng mà về Sài Gòn là cô Ánh tới cửa hàng cho con nha. Ở nhà thấy rồi lấy tỏi luôn ạ. Chỗ cô mẹ. Đây có hình như có chả cá đúng không? Dạ đúng rồi. Chả cá 1 kg chả cá. Thế thì bây giờ mở hàng hết luôn. Dạ rồi. Thì con nhận chốt đơn với cái tỏi thôi. Chả cá thì bữa đó tính tiền sau luôn ạ. Coi như là cô cũng nhân tiện đây cô chúc cho hai vợ chồng Phạm Dũng là buôn bán là càng ngày càng được cái uy tín, mình có uy tín quá rồi của khách hàng, là coi như đưa cái gì về là hết cái đó. Cảm ơn cô. Có một người khách nào chờ chị, thế thì em cũng qua kênh Phạm Dũng thì cũng thứ nhất là phải cảm ơn Phạm Dũng đã lan tỏa cho tất cả mọi người biết đến khách sạn Tà Rao, và cảm ơn chị đã chọn khách sạn Tà Rao hôm nay, và cảm ơn Dũng Diễm rất là nhiều. Cái này chị sẽ lan tỏa cho tất cả mọi người ở Nha Trang. Cho mình nói thêm một chút nha. Biết chị Thanh đây là cũng nhờ hai vợ chồng Phạm Dũng phải đưa lít, tại vì những cái lít của hai vợ chồng Phạm Dũng với Phạm Dũng này mình coi từ lúc mà nó giúp từng cái gánh sôi lạnh. Dạ, tức là mình theo dõi giỏi lắm rồi cũng gặp là được tình cờ gặp ở Hồng Sơn. Dạ. Nhưng mà cũng hay tới cái chỗ gì Phạm Đơn Trần Lan Đơn, mình mua đồ đó. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là nhờ cái clip của hai vợ chồng Phạm Dũng với Phan Diệm thì mình mới biết tới bà chủ. Nhưng mà cạnh tranh dễ. Bây giờ sáng vô hỏi, ủa mấy em ơi, bà chủ chị tên Thanh là chị Thanh đó. Dạ chưa. Rồi mình vừa tới mình mừng được một cái mừng nữa là thấy xe hai cái xe. Vậy hỏi chị Thanh liền. Vâng. Trời ơi, tôi thấy tại mình nhỏ kia chắc cái nó chưa có rằng cái này rồi có duyên dữ. Dạ đúng rồi. Nói trời ơi, xe Phan Dũng nè. Xe của Phạm Dũng với Phan Diệm nè. Tại mình nhớ số xe luôn. Dạ. Cô là Diệm đã gặp cô ở cửa hàng của Phan Diệm rồi, và cô là một người cũng theo dõi Diệm rất là lâu rồi, và hôm nay có duyên đây nè. Được gặp chị Thanh, một người rất là mát tay trong việc mở đầu. Nói chung là gặp hai bà chồng mát tay đây là chuyến này chắc là về rồi sẽ hết rất là nhanh các bạn. Mình có duyên từ Hồng Sơn nữa nha. Đúng rồi, chồng cô Hồng Sơn cách đây chắc phải 2 năm cô không? Lâu rồi. 3 năm hơn á. 2-3 năm rồi. Dạ. Còn nói gặp người cái tỏi này thì em vừa mới lấy từ nhà bà con về. Nó nghe mẹ lấy về cầm tiền mệt quá, đưa cho Phan Diễm luôn nè. Đó, cứ đưa cái này đi. 3 triệu rưỡi thôi. Dạ, yeah. Rồi, chúc là buôn may bánh đá. Cảm ơn cô. Có cái gì hết cái đó. Dạ rồi, cảm ơn cô Ánh. Em nói nghe nè, để có tiền làm đám cưới thôi.
Dạ đúng rồi. Cái cuối năm phải mời cô Ánh với chị Thanh đi đám cưới quá. Bây giờ là mình phải mừng chứ, mình phải sửa soạn từ bây giờ. Sửa soạn ngay từ bây giờ. Nhưng mà cô Ánh là mọi người đang ăn sáng ạ. Vừa ăn xong rồi chờ. Dạ, nhưng mà hành trình của mình là sẽ là hôm nay là nay mình đi hôm mình vẫn ở đây cái mình thì thấy coi cái kênh của là hai đứa đang ở Lý Sơn với bên này kia ở đó thôi. Lại về với cái sạn này. Chúc gia đình mình là có chuyến đi vui vẻ đến Nha Trang ạ. Dạ. Hẹn gặp lại cô Ánh ở Sài Gòn nha. Gặp hoài nhưng mà gặp nhân viên. Nhưng mà hôm nát thật sự hôm mà birthday của Dũng tới đó mới biết thật sự. Nhưng mà happy birthday Dũng. Cảm ơn. Bữa mấy chị em mình mấy cô cháu mình chụp mà chiếc xe mô tô đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thế sau này là cô mới biết. Dạ. Cảm ơn cô Ánh nhiều nha. Cái gì đã nhận tiền ở đây rồi các bạn ạ. Đó. Thì có cái mà vừa về là hết luôn nha. Sống là hết luôn. Cũng nói với chị là em là cũng có một cái kênh là người Việt ở Nga. Đấy. Dạ vâng. Thì mời khán giả sẽ qua kênh Phạm Dũng để đến với kênh Người Việt ở Nga để khám phá Nga. Khám phá Nga và có nhiều video mới nhất hay nhất ra cho khán giả xem. Dạ. Lại cho mình thêm là chị Thanh hôm nay mình là người đích thân đang ở cái môn theo của chị Thanh. Dạ. Chị Thanh rất là dễ thương. Tuy là bà chủ nhưng mà rất là bình dân thì mình cũng mong là các nước này kia mà có về đi du lịch ở Nha Trang thì cứ tới mua theo của chị Thanh. Dạ, em cảm ơn. Tiếc coi như là chị rất là dễ thương, nói chung là vậy đi. Nhưng mà mình tới mình mới biết, đúng không? Em cảm ơn rất nhiều. Để cô Ánh ra với gia đình đi và đoàn. Nhưng mà Phạm Dũng với như Thanh Diễm á, chị chạm bố một tiếng, bố tắm lắm. Vậy à? Nhưng mà fan cứng và hai người đâu ạ? Đâu rồi cô? Dạ, cả nhà ra ăn. Dạ. Đi. Dạ, cảm ơn cô. Đây. À thế là ba của cô cũng đi luôn ạ. Hôm nay em khá là mình bốc đi. Này cả gia đình có hai người bên Mỹ vậy. Dạ. Bạn mình thì bốc chơi. À, chú đây là chú ông. Đây là cái là chú. Đây là ông. Dạ. Không, 80 rồi. 80 à? Wow. Sống là để 5 năm, tận 5 năm. Ở chúc gia đình mình đi chơi vui vẻ. Dạ, cảm ơn cô. Đây mình đi vào này review đồ ăn của khách sạn Crown. Dạ. 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 Các bạn biết là khi mà mình ở khách sạn Crown Hotel đó các bạn thì ở đây sẽ có ăn sáng buffet. Nên là các bạn có thể lựa chọn là ngày bình thường không phải là ngày cuối tuần. Xôi. Có xôi đậu phộng này. Đây là mọi người ăn cũng gần hết rồi. Khoai tây chiên. Đặc biệt là cái này này. Wow. Sườn kho hả? Ngon quá. Hấp dẫn quá ha. Cái này họ ký nhất định là mình sẽ lấy. Cái này là mì xào. Đây này có rau, bánh, trái cây. Cơm chiên. Cơm chiên này mà ăn với cái sườn kho hồi nãy ngon lắm. Đây này thì có súp này. Nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn nha, rất là đặc biệt là cái nồi cháo cũng ngon lắm. Ui, cháo thịt bằm này. Cháo thịt bằm á. Đúng rồi, ngon quá ha. Rồi nếu mà các bạn muốn ăn những cái món nước, ví dụ như đây là có bún chả cá này. Bún chả cá Nha Trang. Và mình có thể ăn trứng ốp la. Trứng ốp la đây. Anh đầu bếp anh vừa đi ra bên kia dọn rồi. Bên này còn bánh mì này, xương nhít này, cả loại hoa quả, bún chấm. Thế là bây giờ Diễm sẽ lấy một ít đồ ăn ra xong rồi mời các bạn cùng ăn sáng với mình luôn nha. Hôm nay là mình vô tình là gặp cô trên này nên là chưa kịp chuẩn bị máy quay. Quay điện thoại luôn các bạn ạ. Đó là những dự định là gửi tặng chị Thanh đồ thôi, mình không có quay phim mà lên này là gặp mọi người ai cũng nhiệt tình hết cho nên là bạn quay một tí chia sẻ với các bạn nha. Clip này thì mình quay điện thoại nên là chất lượng sẽ không bằng máy quay mới của bạn Diễm nên là mong các bạn thông cảm. Bất chợt thì quay luôn. Chia sẻ cho tất cả bạn niềm vui trong chuyến xe của bạn Diễm. Cháo.
cho em hai cái ốp la lòng đào với một tô bún nha. Cho em một tô bún với lại một tô mì nha. Mì có nấu với nước không mình? Phan Diễm là ngày nào cũng mì gói. À, mình có lấy một chén cháo trong ngoài kia rồi. Hồi nãy mình đang định ăn sáng thì gặp cô. Thêm một tô mì nữa là chạy về tới Sài Gòn các bạn. Chị Thanh ăn sáng chưa chị Thanh? Chị ăn sáng rồi. Dạ. Chị gọi điện cho em từ sáng nên chị bảo là gọi em là đang ngủ. Chị viết thư thôi. Viết thư. Cùng anh có mì đem lên. Cùng anh có mì gói đi lên. Có mì gói nè. Đây là cà phê vị khán giả là đây là bếp trưởng, bếp chính của nhà chị. Anh có gia đình chưa anh? Có rồi. Có rồi. Nấu ăn ngon là chắc chắn sẽ có người yêu sớm. Lấy vợ sớm. Sáng luôn nha. Chị Bê giúp. Cảm ơn chị. Thơm quá. Nước lèo đây là hầm từ xương cá đúng không anh? Dạ, nó xương cá. Ngọt, thơm. Ngọt thanh các bạn. Đây, anh cầm cái này trước nha. Đây, cái view ăn sáng rất là đẹp này bạn nhé. Phan Diễm sẽ review trước. Chúc các em ngon miệng nha. Cảm ơn chị. Đây, bạn Diễm thử xem là hương vị thế nào. Mình sẽ quay một shot lên để các bạn xem được nhanh, không cần phải chờ đợi lâu. Đây, mời cả nhà nha. Món chén cháo các bạn này. Đây là chén cháo hồi nãy Phạm Dũng lấy này. Cái này nếu mà kiểu đi mà có em bé ăn Dũng thì rất là tiện luôn, giờ cho các bé ăn luôn. Đây rất là nhiều thịt đi, thịt thơm nữa. Mời cả nhà nha. Dạ, em cảm ơn. Ngon quá. Thật sự là kiểu rất là vui các bạn. Khi mà mọi hành trình mình đi thì được tất cả các cô chú anh chị đón nhận nè, và đặc biệt là ủng hộ. Xe chưa về, tỏi chưa cân, nhưng mà đã chốt được 2kg cô đơn, 2kg tỏi tép và 1kg chả cá. Cô Ánh là một khách hàng mà. Dạ. Em chào cô. Dạ. Các cô chú bảo là Diễm ở ngoài ok, xinh hơn là trên video, nghe vui dễ sợ. Cô Ánh là một người lại hôm nay nói vợ của Ánh là một người rất là hay mua yến của Phan Diễm luôn. Hồi nãy là cô mua mở hàng để mình lấy may ấy. Nên là cô trả tiền luôn mặc dù là hàng chưa lấy. Về Sài Gòn cô mới lấy. Giá phòng ở Rao Hotel thì giá cũng rất là bình dân các bạn. 600-700 thì thôi, tùy theo phòng, tùy theo hạng phòng, tùy theo cái dịch vụ đó. Nhưng mà theo kiểu bình dân mà cái đồ ăn sáng người ta chuẩn bị rất là chu đáo, thì các bạn không hề sơ sài nha. Đây nấu theo kiểu hạt gạo mà tơi mà ra nhựa luôn ấy, nên nó rất là ngọt thịt. Cái thịt trong này nè nó béo. Ăn xong rồi anh em mình còn khoảng 400 km nữa để về tới Sài Gòn. Trên đường đi thì Phạm Dũng vẫn như mọi ngày là tranh thủ vừa chạy xe trên đường vừa tìm những cái gì đó nó hay nó lạ để
review giới thiệu tới khán giả kênh Phạm Dũng luôn. Dũng cho anh thử một muỗng nha. Đây, mời các bạn nha. Diễm nó hết chén rồi nè. Cháo thơm quá ha. Nói mình cháo ngon á. Sườn. Tại vì Diễm cảm giác là người ta nấu nó ra nhựa luôn rồi. Cái nước thịt này kia nó ra nó ngọt ấy. Nấu từ cái hạt gạo á, không có rang mà để hạt gạo vậy nấu nó bung ra. Nó sẽ ra cái nhựa mùi thơm của gạo. Món này ngon nè. Trời ơi, bà chủ ơi, bà em ăn mì. Em cảm ơn chị. Rất ăn ngon quá. Nhưng mà món này là đỉnh luôn nè, đúng nè. Cái sườn kho nè. Chị Thanh là chủ khách sạn lớn ở Nha Trang ấy, nhưng mà rất là thân thiện gần gũi luôn. Lần nào anh em mình tới thì cũng cực kỳ nhiệt tình mà Diễm ạ. Khách sạn này là 21 tầng rồi nha các bạn. Chị Nga là có hai quốc tịch, Nga và Việt Nam các bạn. Thì chị sẽ kiểu là đi đi về về. Hiện tại thì chị đang bây giờ là đang lo cho khách sạn này ở Nha Trang. Còn con chị thì có người thì vẫn còn đang học ở Nga. Chị bảo là cuối năm này chị mới sang Nga. Ngon nha. Khoai tây này kia hầm tơi luôn. Chấm điểm cực đó cho món này luôn. Cái này các bạn có thể chấm bánh mì rất là ngon. Khoảng hôm nay khoảng mấy giờ mình tới chắc khoảng 7-8 giờ tối rồi mình sẽ có mặt ở Sài Gòn. Mình không có chạy một mạch mà mình vừa đi vừa quay phim nên sẽ lâu hơn bình thường. Thật sự là quá ngon các bạn. Món, các bạn nếu mà ở khách sạn này mà gặp cái món bò kho này là các bạn sườn kho này nè, các bạn nhớ gọi nha. Diễm ăn buffet thì cũng đơn giản thôi các bạn ơi, ăn khoảng 3-4 món. Đây còn tô mì nữa này. Đấy, rất là ngon, hấp dẫn luôn. Bên này là còn có bún chả cá nè. Ví dụ như bạn nào mà mua cái chả cá đổ củ Lý Sơn ấy, thì có thể về nấu cái món bún chả cá này nè, hoặc là bánh canh chả cá. Đấy, cơm rất là hấp dẫn luôn. Chắc là bây giờ thì Diễm sẽ tranh thủ ăn uống một tí các bạn. Sau đó thì mình sẽ còn di chuyển để bắt đầu cái hành trình mà đi ngược về. Nhưng mà trước khi kết thúc video thì chắc là Diễm sẽ đi ra mình chào với chị Thanh nữa. Đó, các bạn chờ tí nha. Bây giờ mình đi xuống phía dưới, mình chia sẻ về cái khách sạn này ở phía dưới tầng trệt đấy. Xong rồi mình lại quay lên mình ăn. Đi, mình đi xuống thang máy đi bạn đi. Xe của mình đang đậu ở dưới mà. Đây. Mình xuống tầng 1 anh Dũng ha. Đúng rồi, tầng 1. Đây, ở đây là có cả hồ bơi này. Và khách sạn này là 21 tầng. Còn sáng nay không có sự chuẩn bị luôn các bạn. Clip này là quay vô cùng bất chợt luôn, thì mong là các bạn thông cảm nếu như mà có lỗi gì ở trong cái clip này. Đây. Đấy. 19 đường giá tượng. 19 đường giá tượng. Ở mặt đường này các bạn mình chỉ đi bộ khoảng mấy phút là ra đó, là mình có thể là đi ra tới ngoài bãi biển để tắm rồi. Ở phía trước như thế này thì xe màu em xe 62A29988 với lại là em xe chở tỏi thì đang đậu sẵn sàng ở phía trước mặt tiền đường rồi. Để mọi người mở xe tỏi cho các bạn cùng xem là xe tỏi của Phan Diễm là vừa mới lấy 2 ký đầu tiên. Đi gửi chị Thanh. Bây giờ chỉ cần mở ra là chỉ có mùi tỏi thôi. Đây, vừa lấy 2 ký đầu tiên đây.
chị Thanh ơi, nếu mà chị xem video này thì chị thấy là em vừa mới moi cái này ra nè. Đây cho các bạn xem củ tỏi Lý Sơn này nha. Đây là hàng là chưa lựa gì hết, để các bạn thấy rằng tỏi mà Diễm lấy từ nhà bà con về ấy, thì có sao là Diễm bán vậy đây. Về là mình sẽ lựa, mình bỏ ra những cái này nè. Mình mua của bà con đó thì mình không có quá khắt khe trong cái chuyện là phân loại các bạn. Mình cứ mua gọi là mua hết đó, gọi là cái gì bạn Diễm ha. Rồi về mua xô. Mua xô. Đấy. Thật ra nói xô nhưng mà ở đây thì đôi khi các bạn biết là Diễm chỉ tới Diễm coi xong Diễm chỉ lựa được một bao Diễm sàng đó thôi. Xong rồi sau đó thì mình để lại cho các cô, mình là nhờ các cô là lựa giùm, thì đôi khi là số lượng nhiều á, mọi người cũng không thể nào mà kỹ hết 100% được hết. Cho nên là trong cái củ tỏi này về những cái hư thì Diễm sẽ bỏ đi. Nhưng mà Diễm chỉ chia sẻ rằng tỏi Lý Sơn của bà con mình ấy thì không cái nào phải là to hết nha các bạn, mà nó có nhỏ có to. Đây, ví dụ như những cái này nè, bé bé này. Đó. Mà quan trọng á là cái chất lượng của củ tỏi ăn nó giòn, thơm, mà cái giá trị dinh dưỡng nó cao, hương vị nó độc đáo. Thì đó là những cái điều mà anh em mình rất muốn lan tỏa về tỏi Lý Sơn. Chứ còn nếu mà người ta mua tỏi Lý Sơn vì củ to thì là không phải. Mà giá trị của củ tỏi ở đây nó là cái tinh chất ở trong củ tỏi, và đặc biệt là tỏi cô đơn. Còn đây, hôm nay rất hân hạnh khi được giao hàng cho một bà chủ khách sạn siêu to khổng lồ ở Nha Trang. Cao chót vót luôn các bạn ạ. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ tiếp tục cái hành trình là lên để cho anh Dũng ăn sáng. Sau đó thì mình sẽ đi di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại các bạn tại cửa hàng của hải sản Phan Diệm ở địa chỉ là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Chào cả nhà nha.